999 kiểu chuyện trong gia đình. Cả nhà mời cơm con đủ rồi ạ. Nào nào đưa bát đây. Mới ăn có một tí mà đã định thôi ạ. Nhưng con ăn hai bát rồi. Hai cái gì mà hai? Mẹ sới vơi chứ có sới đầy đâu mà tính hai bát. Đến mẹ còn ăn được hai bát đầy đây này. Ăn nhanh lên. Nhưng con no lắm rồi. Đúng là con nhà lính tính nhà quan. Con nhà người ta thì không có mà ăn. Con nhà này thì ăn không bằng người ta ăn cố nữa. Đến bố con ăn được ba bát cơm này. Thôi cố ăn đi cháu. Ăn đi mà còn học hành nữa chứ. Dạ vâng ạ. Mà bà ăn thêm đi, bà ăn được nhiều chưa? Bà già rồi, có ăn được nhiều đâu, khổ. Ăn nhiều nó không tiêu được. Hết bát này là năm. Chín trăm chín mươi chín kiểu chuyện trong gia đình. Còn kia mày có ăn đi không? Mở kênh thời sự lên. Và lớn lên trong một gia đình thuộc diện nghèo, thiếu vắng tình thương của cha. Nhưng em Đinh Xuân Anh đã nỗ lực vượt qua khó khăn, vươn lên học giỏi, đạt nhiều thành tích. Mày xem con nhà người ta đấy, bằng tuổi mày đấy, vừa nghèo vừa hoàn cảnh mà nó vẫn học giỏi được đấy. Mày xem lại mày đi. Ôi giời ơi, nói ngay đâu xa, cái thằng Tôn con nhà ông Tép nhà bên cạnh kia kìa, bằng tuổi mày đấy, năm nào cũng học sinh giỏi toàn diện nhá, bằng khen cứ gọi là treo đầy nhà. Cái thằng ăn này. Thôi chúng mày ăn đi, có mỗi thằng con suốt ngày chửi nó. Đấy bố xem đấy, ông Tép bố thằng Tôm bằng tuổi bố chủ tịch xã. Sáng nào thằng Tôm đi học cũng cho tiền ăn sáng luôn nha. Còn mẹ nữa, nói ngay đâu xa, bà béo ở đối diện nhà mình như này, bằng tuổi mẹ luôn. Tổng giám đốc công ty của huyện này luôn nha. Còn bà nữa, bà có nói cái gì đâu. Bà cao ở cuối xóm nhà mình như này, bằng tuổi bà đấy. Nghèo từ lâu rồi, sao bà vẫn còn sống. This is crash, great. Hello, xin chào các bạn nha. Hello, xin chào nha. Các bạn vừa xem xong tập 1 và tập 2 CD 999 kiểu chuyện trong gia đình. Các bạn thấy hay thì cho mình xin một like và một chia sẻ để mình có động lực ra những video tiếp theo hay hơn và thú vị hơn nhá. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào 8 giờ tối ngày mai để tiếp tục xem tập 3 và tập 4. Ok nha, xin chào. Xin chào.